trước khi Chúa mất, bao nhiêu drama gây ra hẹn nhưng Chúa quá hiểu, nên cầu cho khai khẩu hết. Con còn khai dài dài nữa, còn khai nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Cậu Năm là người đúng, là người có tài, mà cậu nên, cậu La Năm sẽ là một cái gì đó chứ không phải là bình thường. Đối với má nói thật chứ không phải là má coi như là má thần tượng cậu, hoặc là má là người bạn tri kỷ của cậu rồi má đưa cậu lên, không phải như vậy đâu. Tại vì cô biết có đôi khi những cái chưa cái chuyện xảy ra má đã nói rồi, má đã nói rồi, má báo trước rồi mà ta đâu có tin đâu. Bây giờ không biết họ có tin hay không. Má chào Hoa Thị nha, Tiến Lê, còn MXN, GDG, Khánh Mai, Y Nguyễn, Rick Skuma. Má không có biết chữ Hoa, chúc má tươi sức khỏe, má cảm ơn con. Chị Long Thái, cậu là người có huệ đúng rồi con. Quỳnh Kiều, nhiều người khán giả, nhiều người cộng đồng thấy cậu lắm mà gọi cho má. Thì nói chung má thì cũng có biết không? Tánh má cũng vững vàng lắm, má cũng không có chị mà siêu lòng vấn đề mà tâm linh hoặc là mê tín gì hết, má không có. Anh chặn cái thằng kia chưa? Thằng nào ấy? Cái Rizky gu gì bên cái điện thoại của em. Rizky gì đó phải không? Cái tên Kuma của gì vậy? Kuma blogger. Qua cái chuyện của anh Năm á, là mình hiểu được cái lòng người không? Thì cái này có biết không, như là cậu sàng lọc kia đó, cậu sàng lọc đó, mũi đào nè quá đẹp, mặt ông địa khoảng nhiêu tiền má. Cái này má không có, má không có gả đi con ơi, má thương lắm. Cái này vật gia bảo của má, má mê ngọc lắm, má bán ngọc thì nhiều thiệt mà má mê dữ lắm con ơi, má mê hơn người đi mua nữa đó. thì năm đó có một cái bà đó cũng Việt kiều Pháp, bà bếp trưởng nhà hàng nào bên Pháp đó con. Rồi bà về đây đã thần tượng cậu, nhưng mà thần một phần thần tượng, một thần đơn phương, yêu đơn phương. Thì họ nắm tâm lý đó, họ ghép hình cậu với bà làm hình làm đám cưới, rồi họ dựng trong nhà của cậu, nhà từ đường á. Cậu kể má nghe mà. Bà khi nào Hồng Loan về con hỏi Hồng Loan, Hồng Loan nhớ bà tên bà đó đó. Bà tên gì ta? Tự nhiên mất quên gan xương. Thăm của tôi qua 100 ngày cậu ngồi tòa xem rồi mà. Con biết không, là tánh của má như thế này nè, khi mà cậu vừa mất thông thì Hoàng Nhỏ đó, em Hoàng Nhỏ mà chuyên chung chuyên cho chụp hình, mà em Hoàng Nhỏ làm cái tượng sáp bây giờ đó con, tạo cái hình cho cậu đó. Thì em đó với cậu với má là cũng mấy chục năm rồi đó, lúc em nó còn nhỏ theo anh Hoàng Lớn, anh Hoàng Lớn anh Hoàng Mập. Thì từ Hoàng Mập cái dòng hậu Hoàng không em, Hoàng Vinh nè, Hoàng Mập, Hoàng Nhỏ là coi như ba anh em kết nghĩa với nhau, mà ba anh em là coi như là nhiếp ảnh hết đó. Thì các con còn nhớ làm cái cuốn album má, thì cuộc đời của má lúc nào nó cũng khiêm tốn, và luôn cả cái gì đó má cảm thấy rằng là luôn có bản hiệu của má. Má chỉ kỵ nhất là đi, có biết không, đặt tên những gì mà đụng tới người bề trên, bề trên. Ví dụ như là cái chữ thiên mắt không đặt được nè, chữ vua mắt không đặt nè, chữ vương mắt không đặt nè. Đó. Thì hồi đó có mấy cái cửa hàng ở ngoài, lúc mà má chưa mở cửa hàng á, thì có những cái tiệm đặt cái tên cũng bán ngọc, mà đặt cái tên nó
phải nói là nó gọi là cái gì thôi, không phải là cao sang nữa, nhưng mà cái tên nó như là tên vua chúa vậy đó, cũng như là thần ngọc rồi thiên ngọc đó, thì má không có đặt mấy cái đó được. Thì hôm đó thì xong với đám của cậu rồi thì em mới làm một cuốn album. Thì em có em chắc các con còn nhớ, nếu các con theo đầu Rama chưa nổi dậy vấn đề mà sóng gió đó thì mất công, các con không thấy. Thì để cậu mặc cái bộ đồ vàng, tóc phủ xuống, cầm cái cây phất trần, thì má có điện cho em đó, má mới nói không nên đợi, không nên làm như vậy với cậu, tại vì cậu cũng là người bình thường thôi, cậu mất rồi, nhưng mà mình là có yêu quý cậu, thì mình làm một cái album bình thường, và cái ở ngoài đó thì cùng lắm là để những cái hình cậu mà từng đóng vai vua thôi, chứ không nên để cho cậu cầm như ông tiên mà ngồi trên cái tòa sen rồi cầm cái phất trần. Thì má của nó em đó thì em nói dạ dạ, nhưng mà cuối cùng như là làm có một album duy nhất Đặng Hồng Loan, chắc bây giờ Hồng Loan còn giữ đó con, tại vì cái tính của má lúc nào cũng khiêm tốn đó, tại vì mình nghĩ là mình người phàm mắc thịt không dám nghĩ là mình đặt cho mình một cái danh vọng cao, hoặc là mình là một cái vị gì mà tâm linh quá mà cũng không có chịu. Có biết không, có những cái mà mình nên thấp, mình chấp nhận mình thấp, chứ mình đừng đưa mình lên cao quá, tự kêu tự đại không được. Thì mắt cũng giải thích cho em Hoàng đó, thôi bây giờ làm album xong thì em chỉ làm cái hình cậu mặc đồ vua cũng được rồi, chứ đừng có không nên mà làm như vậy. Thì chắc có lẽ mấy album sau thì Hoàng nó không làm gì, bỏ album đầu thôi. Thì má chắc chắn được một điều mới biết cậu rất thiên, là vì khi cậu mà còn tại thế, cậu đi hát đoàn nào cũng vậy đó, coi như là cậu đến đoàn nào thì đoàn nó đông và hát rất đông, mà mấy em trong đoàn mà có bị khan tiếng khan gì đó, là cậu là người sinh tổ cho mấy em đó là hết khan tiếng. Tại vì má đi với bạn mấy chục năm với cậu mà cậu mới biết vấn đề đó của cậu. Má chào Ngọc Phan Bích Nha, Sanh Nguyễn, Quanh Kiều, Nguyễn Tham, Thị Sự Trần, Thi Thảo Bùi. Bên này thì lại Vi Nguyễn, bên này chạy chạm hơn bên anh, Dương Phạm, Ân Nguyễn. Thì cái drama này thật sự với con má dám xác định là cái drama tâm linh, chứ không phải drama bình thường như mấy ba drama, mấy cái drama trước. Drama trước là cái drama xã hội thôi, bình thường thôi. Nga Biển,